6 bài học đầu tư vô giá từ bức thư được mong đợi của Warren Buffett. Trong thư thường niên năm 2023 gửi cổ đông, Warren Buffett nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu, quản lý rủi ro cho đến xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững. Hàng năm, tỷ phú Warren Buffett đều gửi thư tới các cổ đông. Nhiều người mong chờ thư của ông bởi những bài học vô giá không chỉ áp dụng được trong đầu tư mà còn cả cuộc sống. Điều thú vị là Warren Buffett đã biến những gì ông thực hiện thành các bài học theo cách dễ hiểu nhất với những người bình thường. Sau đây là 6 bài học được rút ra từ lá thư gửi cổ đông năm 2023 của vị tỷ phú này, có mục tiêu rõ ràng và đơn giản mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những khoản đầu tư ý nghĩa vào các doanh nghiệp có lợi thế về dài hạn và các nhà quản lý đáng tin cậy. Cách Gordon Buffett trình bày cực kỳ đơn giản về những gì mình theo đuổi để số đông dễ dàng hiểu và tiếp thu, có những mục tiêu rất rõ ràng và đơn giản là đặc điểm chung của một phần trong những người dẫn đầu. Chọn doanh nghiệp không chọn cổ phiếu mục tiêu của chúng tôi là đầu tư ý nghĩa vào các doanh nghiệp có lợi thế dài hạn và các nhà quản lý đáng tin cậy. Xin đặc biệt lưu ý rằng chúng tôi sở hữu các cổ phiếu niêm yết công khai dựa trên kỳ vọng về hiệu quả kinh doanh dài hạn doanh nghiệp, không phải là phương tiện để mua và bán kiếm lời. Quan điểm đó rất quan trọng, Charlie và tôi không phải là những người chọn cổ phiếu, chúng tôi là những người chọn doanh nghiệp. Ở đây, Gordon Buffett nhấn mạnh rõ vào việc đầu tư vào các doanh nghiệp có chọn lọc chứ không phải đầu tư cổ phiếu. Điều này rất quan trọng vì tạo ra tâm thế đầu tư hoàn toàn khác so với việc lựa chọn cổ phiếu hầu hết mọi người chọn cổ phiếu và điều hoảng sợ khi chứng kiến giá lao dốc Charlie và Gordon nghĩ khác. Họ suy nghĩ như những chủ doanh nghiệp và hiểu rằng có những lúc thị trường chứng khoán hoạt động không hiệu quả, đầu tư vào bản thân lợi ích từ giữ lại lợi nhuận cần nhấn mạnh là điều khó lợi cho tất cả các chủ sở hữu ở mọi khía cạnh. Khi bạn được nói rằng việc giữ lại lợi nhuận đều có hại cho các cổ đông hay chỉ đặc biệt có lợi cho CEO, nghĩa là bạn đang nghe một trong hai kiểu người. Một người mù về kinh tế hoặc một nhà dân chủ nửa vời gọi nhiều lần nhấn mạnh đầu tư vào bản thân là một trong những điều tốt nhất mà mọi người có thể làm gần đây có nhiều cuộc trao đổi chủ đề này và ông trực tiếp lý giải tại sao các khoản này là một điều tốt lành khi được thực hiện đúng dấu ấn của một nhà lãnh đạo thành công là dám làm những điều ngược với số đông nhưng đúng đắn tiền mặt là thứ quan trọng để chuẩn bị cho tương lai bước sai sẽ luôn giữ một lượng tiền mặt và các tín phiếu kho bạc cũng như tín phiếu doanh nghiệp chúng tôi sẽ tránh thói quen đầu tư tràn lan nhiều người nghĩ rằng họ phải luôn đầu tư mọi lúc nhưng tiền mặt nên có một vị thế nhất định trong tài sản và phải sử dụng đúng cách luôn tôn trọng rủi ro giám đốc điều hành của chúng tôi sẽ luôn là giám đốc rủi ro một nhiệm vụ quan trọng không thể hủy thác ngoài ra các ceo tương lai của chúng tôi sẽ có một lượng cổ phần ở bước sai và như vậy các cổ đông của chúng tôi sẽ tiếp tục tiết kiệm và giàu có bằng cách nắm giữ cổ phiếu tôn trọng rủi ro là một đặc điểm quan trọng nhất trong đầu tư các nhà đầu tư thành công nhất hiểu rằng quản lý rủi ro chính là chìa khóa để thành công trên phố Goa, xây dựng mối quan hệ đối tác tuyệt vời không có gì đánh bại được một mối quan hệ đối tác tuyệt vời charlie và tôi nghĩ khá giống nhau nhưng những gì tôi phải mất một trang để giải thích nhưng anh ấy tổng hợp chỉ cần một câu. Coron và Charlie đã là đối tác qua nhiều thập kỷ và cả hai đều trân trọng mối quan hệ đặc biệt này. Hai người đàn ông đều ở độ tuổi 90 và ngay cả khi giàu có họ vẫn xuất hiện và làm việc cùng nhau. Bởi mối quan hệ đối tác tuyệt vời này mang lại cho họ niềm vui to lớn trong cuộc sống.